Chào các bạn. Những thước phim mà các bạn được quan sát đó là một vườn cây ẩn giật. Có lẽ chưa chắc là ẩn giật, nhưng mà với tôi nghĩ là trong một khu vực như thế này, nó sẽ là vườn cây ẩn giật của một người chơi, nhưng lại rất là chơi kỹ và thuần túy. Vườn cây của anh Lưu Quốc Long, câu lạc bộ cây cảnh Quốc Oai Hà Nội. Anh Lưu Quốc Long đã từng triển lãm ở nhiều nơi, nhưng hôm nay tôi đã đến tận vườn và quan sát trên gác thượng một không gian. Rất khó khăn cho việc quan sát. Nó quay rất khó khăn. Một tác phẩm Song Phượng, một đôi phượng vũ rất hiếm có. Hai thân của nó đều rất dẻo, đúng là hai con vượng vũ. Với góc quay rất là khó khăn, có lẽ là không biết quay như thế nào, nhưng bây giờ tôi sẽ quay riêng tác phẩm này. Đó là Song Phượng. Với một góc quay rất hẹp, nó là trên các thợ. Đã vậy lại vào đúng buổi sáng, đúng lúc ngược ánh sáng mặt trời. Chúng ta ngắm qua tổng thể ở vườn cây của anh Long. Một vườn cây rất hẹp, nhưng đội chơi lại rất tinh túy. Tôi vừa mới đến, tôi đã bắt mắt ngay một số tác phẩm trong vườn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ cây Song Phượng xem như thế nào. Tác phẩm Song Phượng được đặt trên một tảng đá, ký đá đã lâu ngày, và xung quanh là một tiểu cảnh cũng rất thanh thoát. Và chúng ta sẽ quan sát thân bệ của nó. Rất là lùn lực. Với hai thân đã tạo thành hai con phượng vũ. Đường đi rất dẻo. Chúng ta sẽ quan sát ra cái thân chính, thân cao to hơn. Và thân thứ hai, con phượng thứ hai rất dẻo, sang ngang và đứng lên. Tay cảnh tổng thể của nó, bên tay trái một cảnh rơi rất đẹp. Bên tay phải thôi, một cảnh hoành. Cũng là một sự kết hợp tuyệt pháp. Một sự hài hòa của một
tác phẩm, đúng là một tác phẩm cũng rất là hiếm thấy. Một tác phẩm hoàn chỉnh, hiếm thấy. Chỉ mỗi là góc quay của nó thì không có điều kiện để mô tả. Tôi đã lùi theo chiều dọc để thu hình. Đổ tán cũng rất thoáng đáng. Trong lúc này đương tươi tốt, chưa cắt. Nhưng nếu cắt thì tác phẩm này cũng rất thoáng đáng. Đã lộ diện được hết thân cành. Và đã khép tán. Chúng ta xem một cành độ lắc của một cành từ thân. Lên gọn và độ lắc của cành đi rất dẻo. Bên nào cũng vậy. Với bên này hơi khó quan sát nhưng độ lắc của cành cũng rất đẹp, rất huyền chuyển, rất hài hòa và đã tạo nên một đôi phượng vũ. Tiến ra xa là một cây giáng vàng. Tôi sẽ quay cây giáng vàng bên này. Mái rất dày, đúng là làm điện. Xanh tiếp và thân của nó. Những cây giáng vàng như thế này sẽ rất khó nuôi, bởi vì nếu không thì cành của nó sẽ bị biến không đều và rễ thì biến thân. Nhưng ở đây đã được hạ rễ, cắt rễ ở phía dưới để cho cành hãm rễ. Rất nhiều rễ, nếu không hãm tốt thì những cành này, rễ này sẽ biến thân hết. Cành rất rụt rịt. Các bạn đã quan sát cành làm rất kỹ. Thân rất lồn, đúng là một dáng lồn. Tôi cố thu toàn bộ cây trong ống kính của anh Nam, cây của anh Nam. Ngay sát bên một tác phẩm sung ba thân, cũng là một tác phẩm bonsai được đặt trên chiếc chậu tàu. Đúng là khung cảnh này thì chỉ có thể chơi những dáng bonsai như thế này, rất là tiện lợi cho việc đi trưng bày và triển lãm. Khi một người chơi kỹ thì cây nào cũng làm kỹ, ví dụ như những cành như thế này cũng 4-5 lần cắt giật.
đường đi của cảnh. Rất điệu đẹp. Có lẽ chúng ta chỉ cần quan sát kỹ một cây như thế này thì cũng biết được trình độ làm cây của anh Long, một trong những người chơi. Với ba thân, thân chủ cao, khá ngon, dáng rất tự nhiên, không gò bó. Cũng là bonsai. Thân tùng gốc rất to. Song thân. Cành cũng đương được là quân nắn. Rất già. Tầm trung. Nhưng tác phẩm song thân như thế này cũng là bạn chơi rất là thích, nhiều bạn thích với tác phẩm như thế này. Hiện nay nó chưa được cắt giật cho nên là nó chưa thoáng đãng, nhưng chúng ta sẽ nhìn hai thân của nó. Hoa dẻo, rất khó quan sát, nhưng đường đi của cành, độ lắc tuyệt vời. Đấy, song thân cũng là song thân. Song thân như thế nào? Cũng là song thân. Có lẽ tôi phải đi vòng bên kia để quay kỹ cái này, vì tác phẩm rất đẹp như thế này.